Thì bây giờ anh sẽ hôn ha, anh sẽ hôn ha. Không hả? Hai tay cho chắc ha. Không. Bắt tay nha. Không, không, nắm tay kéo kéo lại gần nó cho mới dễ. Rồi như vậy đúng không? Em muốn làm gì em làm. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu lý lịch. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Chào dạ. Chị Cát Tường. Chào bạn. Cũng như là chào bạn chơi cùng. Em tên là Trần Quang Minh. Năm nay em 28 tuổi. Dạ, nghề nghiệp của em thì em làm bên ngành hàng hải. Em là một thủy thủ của tàu biển. Nhà em thì ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Nhưng quê ở đâu? Dạ quê em ngoài Bắc nhưng mà em đẻ trong này. Mời bạn nữ giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Huyền, năm nay em 26 tuổi và em đến từ Thanh Hóa. Nghề nghiệp hiện tại của em là nhân viên kế toán ạ. Xinh quá. Mình đã có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào ạ. Cái gì? 26 dạ. Tuổi chưa có mối tình nào? Dạ vâng ạ. Bạn vào Sài Gòn lâu chưa? Em vào Sài Gòn được 2 năm ạ. 2 năm cũng không có ai luôn? Dạ vâng ạ. Rồi mấy chàng trai xung quanh bộ mù hết hay sao vậy trời? Không ai để ý mình mà mình cũng không để ý ai hay sao? Cũng có nhiều người để ý nhưng mà em hơi khó tính một chút nên em chưa có lựa chọn được bạn trai cho mình. Khó quá, 26 tuổi rồi, khó gì nữa. Bây giờ em không khó nữa. Vậy là chưa được hôn cái nào luôn? Dạ chưa. Chưa thiệt luôn? Dạ chưa ạ. Minh bên đây ngồi cười trúng chim. Sao vậy Minh? Cười vụ gì Minh? Dạ tại vì em thấy là vụ hung thì cũng thích đó chị ơi. Chị cũng hy vọng là em có được cái nụ hôn đầu đời dành cho bạn nữ nha. Cố gắng lên nha. Minh mấy mối tình rồi? Dạ anh ơi em có một vài mối tình rồi. Vài mối tình rồi? Mối tình sâu sắc vài nhất, dài nhất là bao lâu? Dạ cái đó thì cũng là rất là lâu rồi anh ạ. Lâu là bao lâu? Như em nhớ là 2 đến 3 năm. Tại cái mùa đông đó thì em còn nhớ nhưng mà cái năm nào thì em quên rồi. Cái mùa đông đó là cái bạn đó bạn sang Canada, cái bạn cho em ghe. Cái từ đó em rất là lạnh và cô đơn tới bây giờ. Tàu thủy thủ ha. Đi hết nước này nước khác ha hay sao? Dạ em không có đi nhiều nước đâu anh. Nhưng mà em cũng đi vòng vòng ở ngoài biển vậy thôi. Vì lấy vợ rồi cứ bỏ vợ nhà mà lên tàu chơi hoài vậy đó hả? Dạ thì anh ơi em mắc cái bệnh là hơi thích làm việc. Cho nên là nhiều khi có ngày nghỉ á, thì em cũng khoái ở trên tàu không chứ không. Trời đất ơi, rồi giờ nếu mà đã hẹn bạn gái thì mình hẹn hò cái giờ nào? Thì hò trên tàu á. Dạ, đi thì nếu như mà em rảnh nguyên ngày thì đi nguyên ngày. Còn nếu mà rảnh ban đêm, buổi tối thì đi buổi tối hoặc ban đêm thì càng tốt. Chơi đâu? Trên tàu hả? Dạ. Không, ở thành phố anh. Chứ tàu có gì chơi anh. Bạn gái thì sao? Rồi mình giới thiệu những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình chút xíu cho bạn trai nghe. Ưu điểm của em là thứ nhất là hiền lành, vui vẻ, chịu khó, chăm chỉ, biết chăm sóc gia đình ạ, biết nấu ăn ạ. Nhược điểm của em thì chắc là tại vì cái mối quan hệ của em từ khi vào đến giờ thì nó cũng không có nhiều á. Thứ hai là em cũng hơi trầm tính một chút. Với lại em cũng hơi khó tính một xíu. Nhưng mà nãy giờ em nghe ảnh nói về cái chuyện là giờ giấc rồi đi chơi hẹn hò vậy đó. Một tuần là khoảng 1 đến 2 lần thì em có... Anh em cảm thấy như thế nào? Em đồng ý không hay là em thấy ít quá? Em nghĩ là như vậy cũng được rồi nhưng mà đừng vào các ngày thứ trong tuần ạ. Vậy là phải cuối tuần? Dạ. Đi làm thì buổi tối mình cũng rảnh mà. Rảnh nhưng mà nhiều khi anh không có rảnh thì sao mà đi khuya quá em cũng không thích ạ. Hả? Cho em dạ. Đi được tới mấy giờ? 10 giờ ạ. Ủa em đang ở với ba mẹ hả? Dạ không, em ở với em gái ạ. Ở em gái ai bắt mình 10 giờ về? Nhưng mà em không thích về trễ như vậy. Mình tự quy định là 10 giờ về. Dạ, đôi khi mình về mình còn chuẩn bị cho ngày mai mình đi làm nữa. Dạ. Rất kỹ tính. Mình muốn vậy mới giờ mới ngồi đây nè. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á thì cao từ 1m7 trở lên, mập một chút cũng được ạ. Về tính tình thì điềm đạm, hiền lành, biết yêu thương gia đình, với lại là người có ý chí phấn đấu trong sự nghiệp. Mình có đặt ra cái mẫu người bạn trai như thế nào không? Nếu mà mẫu người bạn trai lý tưởng thì thôi em nghĩ như bố em cũng được. Em thấy bố em là một người hiền lành, yêu thương vợ con hết mực cả. Em nghĩ như vậy là được rồi ạ. Bố em có làm thủy thủ không? Dạ không. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích ở người bạn trai đó là gia trưởng. Thứ hai là ích kỷ. Bạn trai, bạn có gia trưởng không? Theo em thấy em không có gia trưởng. Còn về cái ích kỷ thì thôi em không có ích kỷ rồi. Tại vì nếu mà em ích kỷ nữa thì thôi em sống dai chị. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, với em á, em muốn tìm một người cũng biết vuông vén và quan tâm chăm sóc đến gia đình. Quan trọng nhất là phải hiền. Tại vì em hiền rồi.
Nếu như mà người ta giữ, người ta đè lên đầu em sợ. Trời ơi, cái gì mà đè trên đầu? Ai mà đè dữ vậy? Ai mà dám? Cô ai mà dám nghe đè? Nói là cô hiền lắm rồi đó. Nghe giọng bây giờ rất là hiền. Nhưng mà anh chỉ lo một điều, vấn đề là cái chỗ mà em đi suốt trên tàu vậy, cái thời gian dành cho gia đình, con cái như thế nào đó. Em có vạch ra một cái kế hoạch nào đó khi mà vợ em có con, có cái rồi, mình sẽ chăm sóc gia đình thế nào không? Giống như vậy á, nhưng mà nếu mà vì gia đình mình á, thì đến một mức nào đó thì mình nên stop, mình nên ngừng lại. Chứ nếu mà còn vẫn đi thủy thủ là càng thành công lại phải càng đi xa. Dạ. Nhưng mình hiện nay ở với ai? Dạ em hiện nay đang ở với ba má. À, ba má. Với ai nữa không? Dạ với em gái ạ. Vậy thì để vợ nhà ở chung với ba má cũng đỡ ha. Chứ mà giờ vợ mà ở mình cũng buồn lắm á. Chắc vậy thôi. Chắc vậy. Em có đề ra một cái ngoại hình hay một cái thế nào người về thế nào người phụ nữ của mình không? Em thích cái đẹp mà, nên ngoại hình cứ đẹp là được rồi. Thì nếu mà mẫu thì như Ngọc Trinh á anh. Là đẹp lắm anh. Ngọc Trinh. Không, anh em không nói về tính tình, em chỉ nói ngoại hình thôi à. Ngoại hình. Dạ. Coi như trắng trắng như Ngọc Trinh vậy dạ, ha. Cứ như mặt bầu bầu trắng trắng như Ngọc Trinh á. Dạ. Có Ngọc qua kìa. À chị. Ngọc Trinh mới chịu hả? Không. Sao đặt cái mẫu chỉ là mơ vậy thôi chứ. À mơ, chỉ là mơ thôi hả? À, mình có cái tật xấu gì không? Dạ là em ngáy. Mấy người ngủ chung trên tàu nói vậy hả? Giống. Dạ ai ngủ chung tàu. Người ai ngủ chung cũng nói á chị. Em có ghen không? Không, mình không có ghen chị. Không ghen. Không ghen. Vợ đẹp cũng không ghen luôn, mình đi suốt trên tàu dưới đây vợ ở nhà làm gì mình không ghen luôn. Không, tại vì em sao nhưng mà em hiểu. Thí dụ như mà có cái gì đó nó một chút gì đó lừa dối thì giống như mình cũng cảm nhận được. Rồi, cặp này là theo cơ bản là em thấy xứng đôi đó. Mà không biết xứng đôi không? Xứng đôi, xứng đôi. Tôi lo cái vụ đi xa thôi. Thì đơn đó giản vậy. Mình thì chững chạc rồi. Tướng cũng cao ráo, đẹp trai. Vấn đề là lo cái chuyện đi xa hoài thôi. Nghe trên tàu không có nữ là mình cũng yên tâm phần nào rồi đó. Xinh quá. Anh vẫn lo cái chuyện đau đáu là chuyện đi xa đó. Em cũng lo ạ. Em có tính thế nào khi mà em có con rồi, rồi chồng em cứ đi xa miết vậy, rồi mình cách nào đâu? Thì nếu mà gia đình quan tâm mình nữa thì đấy là một cái hạnh phúc rồi anh. Đúng rồi. Dạ. Ở đây anh có ba mẹ nè, rồi có em nữa là có thể chăm sóc được. Vậy là tuyệt vời rồi. Tuyệt vời đúng không? Bên đàn gái cũng được, đàn trai cũng được. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Em đi với lại anh rể em, với lại cô em, với lại các bạn em ạ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Em chào tất cả các khán giả trong chiều quay. Hôm nay mình đến đây tham gia chương trình để mà động viên cháu Huyền. Mà cô thấy bạn bên kia có giống ba của Huyền không? Tại vì nó là muốn tìm người là cái chuẩn giống như ba đó. Thấy là ngoại hình thì ổn, đẹp trai. Cao to. Ba của Huyền thì là người rất là nhỏ, nhưng mà về bên gia đình thì ba rất là quan tâm gia đình và chờ thương con. Dạ. Rồi, hôm nay mình đi với ai Minh? Hôm nay em đi với em gái em. Em gái. Với lại một người bạn thân của em nữa. Rồi, chúng ta cho gặp em gái. Rồi, em đi. Gái đâu ạ? Dạ, em xin chào chị Cát Tường và chú Huyền Linh. Dạ, em theo em thấy thì chị rất là dễ thương, hiền, rất là hợp với gia đình của mình. Hợp là hợp chỗ nào? À, tại vì em thấy chị rất là hiền. À, rất là dễ thương. Anh trai đi hoài có thể chăm sóc chị dâu được không? Dạ được. Được. Không ăn hiếp chị nghe. Dạ không. Nói vài câu với em làm quen, nhiều khi mai mốt là hai chị em ở nhà chơi chung nhau nhiều hơn. Dạ. Chơi với chồng á. Dạ, chào em, hôm nay thì được gặp em ở đây thì chị rất là vui. Rất mong sau chương trình này thì chị em mình có thể giao lưu và nói chuyện ở ngoài nhiều hơn nữa. Cảm ơn. Dạ. Em. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bên. Bây giờ mình kéo màn lên để cho hai bạn gặp mặt đi ha. Quan trọng là hai bạn thôi. Nào, kéo màn. Rồi, chúng ta trò chuyện đi. Chào em. Thì hôm nay anh đến đây, anh thấy đầu tiên anh thấy em xinh lắm. Dạ, cảm ơn anh ạ. Tâm hồn của anh rất là sao xuyến. Dạ. Và công việc của anh là nó như thế. Thực sự ra những cái người trong ngành nghề của anh cũng đều mong muốn một cái người phụ nữ ấy, người ta quan tâm chăm sóc gia đình nè, nhưng mà người ta phải chấp nhận một cái giai đoạn đầu của gia đình nó hơi bị sống xa một tí xíu. Anh có thể cố gắng thu xếp trong thời gian rảnh rỗi một tuần về hai lần được. À, thì thường thường thì anh đi nhiều không ạ? Nếu một tháng à? Thường ấy anh đi không nhiều đâu em. Dạ, nhưng mà cái công việc của anh thì nó là nó xa, nó không ở cho thầy Sài Gòn.
Nếu về kế hoạch thì đi chơi thì em yên tâm là anh cũng cũng không có bế tắc đâu. À, có thể là đi chơi là cũng phong phú và đa dạng á em. Dạ em cảm ơn. Cho nên là mình thấy hẹn hò thì mình đi chơi thì anh nói luôn là anh sẽ rất làm em vui. Dạ. Nên là em thấy sao tà lâm vậy? Không, gì rung quá anh chị, trời ơi cái gì người đẹp như vậy. Đi chơi mà phong phú đa dạng là ví dụ là đi đâu, ví dụ làm gì cụ thể thôi. Ví dụ mình đi nói chuyện này, rồi đi dạo này, rồi đi cà phê này, đi ăn uống này, rồi đi xem phim này, đi nó rất nhiều. Đi xa vậy rồi quản lý kinh tế là ai lo, tiền bạc ai giữ? Em có hay giữ tiền không ạ? Nếu mà ai cho em giữ thì em giữ ạ. Đầu tiên là mình phải tự giác trước. À, chứ sau đó mà nếu mà thấy phát hiện ra là cũng bắt buộc luôn. Cái đấy là mệt á. Thôi, hết thời gian. Đó, bây giờ mọi người cảm nhận đây là chuyện hết sức là hệ trọng đến cuộc đời của mình. Tôi báo trước là bấm nút là chúng ta phải hôn nhau đó nha. Nụ hôn đầu đời đó nha, suy nghĩ kỹ nha. Mà nút ở đâu ạ? Tự tìm đi, tìm vợ, tự tìm nút đi. Nút tàu mà còn tìm được mà. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau và hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ không có. Dạ hôn thì thôi. Thiệt chứ sao không thiệt trời. Không có, tụi em không có hôn đâu. Thì bây giờ anh sẽ hôn ha. Không hả? Không, hai tay cho chắc ha. Không bắt tay à? Không nắm tay kéo lại gần bây giờ mới hơi dễ rồi. Anh về đúng không? Em muốn làm gì em làm. Thôi anh không được đó. Đâu mà phải. Tóm gọn hai cái đó lại là mê tiền. Mê tiền. Tiền ai cũng mê hết trơn em. Dạ. Hồi nãy hôm qua trước khi qua coi, nãy em còn tính nói thêm cái gì nữa đó. Không thích cái gì nữa nói đi. Không có bạn, không đầu hói. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi. Xin chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Cùng chào quý vị khán giả trường quay. Tên em là Hoan, em đến từ Nghệ An. Nghề nghiệp của em là kỹ sư công nghệ thông tin. Hiện tại em đang công tác làm việc tại Đồng Nai. Bao nhiêu tuổi Hoan? Em năm nay 31 tuổi chị ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn bên đó. Em tên là Diễm Hương. Em năm nay 29 tuổi, hiện là nhân viên mua hàng. Mình làm việc ở đâu? Em làm việc ở Đồng Nai luôn chị. Quê mình ở đâu? Dạ, Xuân Lộc, Đồng Nai. Rồi coi như gần nhau đấy. Rồi. Mình giới thiệu một chút xíu về mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn. Về tính cách thì là em là người có cá tính, vui vẻ và thẳng tính. Còn về sở trường thì đam mê kinh doanh và làm đẹp. Tóm gọn hai cái đó lại là mê tiền. Mê tiền. Tiền ai cũng mê hết trơn em. Dạ. Nhược điểm của em thì là vì đôi khi em thẳng tính quá. Và hơi đôi khi nhiều khi cũng nóng tính, thành ra là khó tính. Cũng là một nguyên nhân mà tới giờ vẫn chưa có tìm được người phù hợp. Nhưng mà mình trải qua được mối tình nào chưa? Em cũng có trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất cũng được 5 năm. Và mối tình thứ hai thì cũng được gần 2 năm. Rồi bạn trai nghe những chia sẻ bạn gái thì mình thấy như thế nào? Cái suy nghĩ của em giống anh rồi á. Mọi người nhận xét anh là hơi khó tính. Nhưng mà anh thấy anh là xấu tính. Tại vì anh đôi khi anh dễ nổi nóng. Nhưng mà anh lại nhanh, rất là nhanh quên. Nhưng mà hai người nóng tính hết trơn. Vậy thì nếu mà nóng tính ai nhường ai? Thì cái đó trong cuộc sống mình biết nhường nhìn nào với anh. Bạn bên kia có hai mối tình rất là dài. Còn bạn có mấy mối tình? Ngày xưa đi học cấp 3 thì yêu nhiều lắm. Nhưng mà toàn yêu đơn phương. Rồi. Nhưng mà mối tình thực sự thì cách đây khoảng một năm. Em khoảng yêu khoảng nửa năm. Rồi sau đó hai người không hợp nhau, chia tay. Bạn trai mình đặt ra tiêu chí tìm bạn gái như thế nào? Với em thì em thích người phụ nữ thông minh, cá tính một chút. Ngoại hình thế nào? Ngoại hình thì xinh đẹp chút là được ạ. Từ xinh đẹp nó hơi rộng ha. Cỡ Ngọc Trinh không anh? Không em, anh không yêu cầu cao vậy đâu. Bạn gái mình có đặt ra tiêu chuẩn như thế nào không? Về ngoại hình thì chỉ cao 1m65 trở lên là được. Nhìn về bên ngoài thì có hơi mạnh mẽ. Về tính cách thì là em thích người hiền thôi, vui tính,
nói ít thôi, có lập trường, có chính kiến của mình. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai gia trưởng, bê bối, không thích hút thuốc. Bạn trai có hút thuốc không em? Em không có hút thuốc gì ạ. Bên đây không có nói nhiều rồi đó. Có gia trưởng không? Không ạ. Rồi bạn trai không thích gì ở bạn gái? Em chỉ không thích phụ nữ hay cằn nhằn, nói nhiều nữa, lượm thượm. Lượm thượm. Vâng. Bên đây không thích, bên kia bê bối, bên kia không thích, bên đây lượm thượm. Hai người này chắc kỹ tính lắm ạ. Bây giờ bà mối qua coi. Không, hồi nãy hôm qua trước khi qua coi, nãy em còn tính nói thêm cái gì nữa đó, không thích cái gì nữa nói đi. Không có bà, không đầu hói. Cái gì sao tự nhiên ở dưới khán giả? Hả? Cái gì? Chuyện gì đâu rồi cái màn tôi nghe tôi quýnh quá mất tiêu cái màn rồi. Ôi chào chị Cát Tường xin chào. Không biết vậy là sao? Ví dụ không thích đầu hói đó. Thì giờ làm sao? Ai biết? Coi coi. Anh không biết là sao em biết? Em hỏi à chị? Hả? Em hỏi á. 30 là lớn rồi, mình có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Em 31 rồi á. 31 rồi là phải có cái gì chắc chắn chứ. Thì bây giờ nghề nghiệp của em là như vậy rồi thì em xác định là định cư ở trong này khoảng 1 năm, nửa năm thì nó thì mình có thể cưới được. Vậy đi. Dạ em chào anh. Chào cô gái thân mến. Dạo này ông Mai bà mối khó tánh lắm nha. Cái vụ gì mà người ta hói đầu không thích? Vụ này tôi căng lắm. Bây giờ yêu thương nhau hết lòng, ta chăm sóc, ta đủ thứ hết trơn. Rồi tự nhiên ta hói đầu không thích người ta. Hói ít thôi anh. Hói nhiều rồi sao? Hói nhiều em không chịu đâu. Kỳ lạ đó, phụ nữ không thích hói đầu. Ủa mà anh mới nói bị hói hả anh? Ai biết. Bây giờ theo em thôi. Sao gọi là hói? Giống như anh Nguyễn Linh vậy là hói hả? Ừ, anh có hói không? Dạ không, anh là chán cao. Vậy được rồi. Được, vậy cũng được. Không đến nổi. Anh cũng giống như anh vậy. Hôm nay bạn gái có đi với người thân không? Dạ có, em đi với lại em gái với lại bạn đồng nghiệp. Em ruột hả? Dạ em họ. Rồi. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyên Linh ạ. Rồi chào em. Em là Hà, em gái của chị Hương ạ. Hà nhận xét anh trai bên kia sao ạ? Ảnh tráng khá cao, khá thông minh nữa Hương ạ. Còn về tính cách thì có vẻ anh chị phải nói chuyện với nhau khá nhiều thì sẽ hiểu rõ nhau hơn. Còn với những gì nãy giờ em nghe thì cái cảm nhận của em thì cũng có hợp được một chút chút với chị em nhưng mà không quá nhiều. Em sẽ hết rồi. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai, bạn đi với ai? Em đi với dượng của em và chị đồng nghiệp và các em. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Thì nói chung nhìn qua thì thấy hai cháu là cũng thấy thiên thời địa lợi. Vì nói chung đang ở Đồng Nai với nhau cho nên là cơ hội mà mình gặp nhau thì nó dễ hơn. Còn cái vấn đề sau đó thì từ hai cháu tìm hiểu. Nếu mà tình hình mà thấy phải duyên phải số thì nó vô lấy nhau. Đấy, còn cái vấn đề mà những cái ưu điểm hay nhược điểm thì nói chung là ai cũng có. Nhưng mà trong vấn đề về mình mà tìm hiểu rồi mình chung sống với nhau thì mình thông cảm chia sẻ thì nó bền vững hơn. Mong hai cháu làm sao mà bấm cái đùng cái là cho nó hội đường nó vui vẻ vậy thôi. Cảm ơn Dượng. Kéo màn. Rồi, chúng ta có cơ hội 2 phút để trò chuyện với nhau bạn. Dạ, chào em. Em thấy ai sao? Bất ngờ à? Dạ. Quan trọng nhất cái vụ tráng cao đi. Nhìn anh có duyên ạ. Hiện tại là anh đang công tác ở Đồng Nai, nhưng mà ở Đồng Nai là ở đâu anh hả? Anh ở khu công tác ở khu nghiệp Tam Phước á. Anh làm công tác ở đó được bao lâu rồi anh? Anh làm được 5 năm rồi. Lâu, khá lâu. Hiện tại thì là em ở quận 9. Còn em đang làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Quê ở Xuân Lộc. Dạ. Thì nếu như mà mình hẹn hò thì như thế nào? Thì mình mà hẹn hò thì tình yêu thì như thế nào thì... Ý là hiện tại là em đang ở quận 9. Anh ở Tam Phước thì thực ra Tam Phước với quận 9 nó cũng khá xa đó. Thì mình có tay có chân mà mình có xe có cộ mình phải đi được cho em. Mà một tuần mình đi mình gặp nhau được mấy hôm? Thì nhưng mà em giờ làm việc của em là như thế nào? Hiện tại là thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Anh thì nghỉ chủ nhật còn làm từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Nếu mà em muốn hẹn hò thời gian nào trong chủ nhật hoặc tối thứ bảy thì anh cũng đi được. Nói chung là anh sắp xếp được. Đúng rồi. Tất cả buổi tối em muốn lúc nào anh đi lúc đó. Thôi giờ mình nói một câu chốt lại đi. Mình nói về cảm nhận của mình cảm thôi. Nhận thôi. Thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em là người cũng xinh xắn, cao. Anh thích phụ nữ cao đâu. Nghe em nói là em cũng rất là cá tính và người cầu tiến, tâm trí chịu khó. Anh muốn nói với em là nếu như mình có hẹn hò với nhau thì sẽ có thời gian tìm hiểu nhau.
nhiều hơn. Thật ra lần đầu gặp anh á thì em nhìn qua anh nói chuyện chia sẻ thì em cũng thấy là anh cũng là người cũng cũng sâu sắc, chắc cũng khó tính giống giống như em, mà hy vọng là sẽ một bên khó tính một chút thôi để cho nó dịu bớt lại, chứ nếu mà ai cũng khó tính nhiều quá thì là đâm ra là sẽ giống như nước với lửa. Cái đó thì trong cuộc sống mình phải tùy biến thôi em. Dạ. Chứ mình không phải cố hữu một riêng của mình được. Hết giờ. Chúng ta sẽ có vào nút bấm 3 tiếng đếm để suy nghĩ quyết định. Tôi xin báo trước, nếu các bạn đồng ý bấm nút, các bạn phải hôn nhau. Nếu các bạn không hôn nhau được thì đừng bấm nút. Rất có quy định là hôn ở đâu không anh, hay là chỉ là hôn từ đây trở lên? Nhiều khi á mình cũng bực mình là hơi làm màu á, thật sự luôn á. Có những cô gái cái gì đâu hôn má hôn trán tí có gì đâu, đơn giản quá mà. Bạn bè cũng có thể hôn nhau mà má có sao đâu. Nhưng mà Việt Nam có truyền thống là hôn bên ngoài là xấu hổ, nhưng mà toàn hôn trong bụi thôi anh. Đúng rồi đó. Đó, bạn nói hay đấy. Nên là ở đây đông người chính có thể ngại hôn anh. Hôn trước bao nhiêu người đó là nụ hôn rất là trong sáng, rất là chân tình, rất là ý nghĩa. Ý nghĩa. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha và quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Bóng xong nó thiệt tình chán không ghê luôn. Giật mình. Nó làm tôi hết hồn mà. Nắm chặt tay trước. Đây đây. Có gì đâu, rất là nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rất đơn giản. Đây tôi, Cát Tường đây. Đấy, hai anh em cũng có thể ôm nhau. Quá bình thường. Quá thường. Em cũng muốn hôn lắm nhưng mà sợ người ta có thể hôn trên trán, hôn trên má, những cái hôn rất là nó trong sáng mà. Chào nhà trai. Em chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân, chào bạn em. Nữ bên kia và toàn thể khán giả ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Tiến, 24 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang làm trợ lý xe máy của ban kỹ thuật trung đoàn 935, sư đoàn 370, quân chủng phòng không không quân. Rồi, còn mình giới thiệu nào? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quỳnh Linh, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Con xin tự giới thiệu, con là Yến, năm nay con 22 tuổi và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề nghiệp của con là giáo viên tiểu học ạ. Rồi bây giờ mình sẵn vậy là mình nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ thưa cô Hồng Vân, là điểm mạnh của con á là con là một người làm việc rất là trách nhiệm và sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và rất là đặc biệt á là rất là quan tâm và biết giúp đỡ mọi người. Và cái điểm mạnh của con nữa là con rất là thích yêu động vật, nhà con có nuôi chó và mèo. Dạ. Rồi có điểm yếu gì không? Điểm yếu của con á thì con có rất là nhiều điểm yếu. Dạ, điểm yếu thứ nhất á thì con khó kiềm chế cảm xúc bản thân của mình lắm. Con cũng dễ vui, dễ buồn, dễ khóc, cũng dễ giận hờn. Dạ. Xong rồi thì con hay quên, gọi bạn con hay gọi con là não cá vàng á cô. Vậy đó. Dạ. Hả? Hay quên hả? Dạ, con thì sống nội tâm nên là mọi chuyện trong cuộc sống thì con ít khi chia sẻ với người khác. Con thì thường chọn cách là im lặng. Dạ. Tiến có những cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Dạ em về điểm mạnh của em thì em là một người sống vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có sống rất là tình cảm đối với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Có những khuyết điểm gì không? Vâng, khuyết điểm thì về tính cách thì em cũng hơi thẳng tính. Thành tính đôi lúc những cái công việc nó mang tính mạnh thì em thường là thẳng tính thì vẫn dễ bị mất lòng. Nhưng mà mình làm bên hàng không, quân phòng không mà, thì nên tất cả mọi thứ phải nghiêm chỉnh, chấp hành chứ, đúng không? Dạ vâng. Chứ đâu phải người ngoài mà bỏ qua được. Dạ cái nào vâng. Rõ ràng là cái đó. Tiến có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi. 2 mối rồi hả? Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ mối tình dài nhất là khoảng được 3 năm ạ. 3 năm? Vâng. Ngắn nhất là? Ngắn nhất là 1 năm ạ. Vậy là 4 năm có kinh nghiệm trong tình yêu rồi. Dạ không, thì thực ra thì nói là tình yêu thôi nhưng mà đa số là em hai bạn là mến nhau, vẫn chưa chưa gọi là một có cái gì đấy thật sự yêu thương quá mức ạ. Ủa là sao?
là tình yêu đơn phương đâu anh. À, đơn phương rồi hả? Đơn phương mà 3 năm luôn. Vâng, em đúng là một điểm yếu của em nữa là em làm một việc gì đấy thì em thường hay muốn làm hết mình và đôi khi vẫn hay cố chấp vậy. Cố chấp quá thì nó cũng không có. Mình bên đây sao nè, mình có mối tình nào chưa? À, dạ thưa cô thì con chưa có mối tình nào sâu đậm. Chỉ có một mối tình là dừng lại ở mức tìm hiểu nhau thời học sinh cấp 3 cô. Dạ sau đó thì tìm hiểu nhau khoảng tầm 1 năm thì hai đứa cũng vì khoảng cách địa lý xa quá. Nên là cũng dừng sao mà lại. Cách lòng luôn. Dạ. Thì thời học sinh thì mình cũng tìm hiểu nhau cho vui vậy cơ, để mình Nhưng mà cái mẫu người đàn ông của con là con muốn như thế nào? Dạ, thưa cô là con muốn một bạn trai là cao hơn con. Từ 1m6 trở lên. Mét 6 trở lên, rồi. Không biết anh bên đó có cao 1m6 trở lên không ạ? Tí cô ra cô qua cô kiểm cho. Dạ. Giờ con cứ nói cái gọi là cái mong muốn của con với người bạn trai của mình. Dạ, hả? Con muốn bạn trai của mình là hơi ú một chút. Hơi ú hả? Dạ. Cỡ anh, cỡ chú Huyền Linh không? Dạ được. Được phải không? Dạ. Từ chú Huyền Linh đổ lên đúng không? Dạ. Rồi về chú tính... là hơi ú quá đó con. Dạ, về tính cách thì con muốn bạn trai là một người vui vẻ hòa đồng. Và đặc biệt là quan tâm và yêu thương gia đình, mọi người. Thì hồi nãy bạn nói rồi, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu luôn động vật đó. Nhưng mà bây giờ vậy nè, con sợ những cái gì, tính cách nào ở người bạn trai? Hồi nãy là bạn có nói một chi tiết là bạn làm việc là bạn gần như là làm hết mình á, thậm chí là hơi cố chấp luôn á trong công việc á. Con có thích mẫu người như vậy không? Dạ thưa cô thì con thì cũng là một người gọi là khó, bất chấp luôn cô. Khi mà làm một công việc nào đó thì con tập trung vào làm rất là trách nhiệm. Nhưng mà con sợ thì nếu mà hai người mà thẳng quá, trách nhiệm quá thì không biết là như thế nào nữa. Như thế nào luôn phải không? Cái điều gì con sợ nhất ở người đàn ông? Dạ con sợ nhất ở người bạn trai á là vũ phu cô, cha trưởng. Yên tâm, chàng trai này không có vũ phu đâu. Người ta được rèn luyện trong môi trường quân đội ha. Nhất là một anh chàng không quân, đẹp trai, chắc chắn không có ú. Dạ, trời cô giáo lên. Dễ thương quá. À. Con biết rồi là bộ đội mà không có ú được đâu. Ta luyện gì? Tập chắc lắm này là các chú không quân nè, đẹp trai không? Không ai ú đâu. Dạ. Ú mấy bài đâu có nổi. Chào kinh. Thấy đẹp trai chưa? Ừ. Dễ đẹp thương. Trai. Ừ. Nét phong trần. Bây giờ mình cao 1m nhiêu nè, giờ cổ nói từ 1m6 đổ lên đó. Mày chắc sao mấy? Dạ, em dư 8 phân. Thấy chưa? 68 luôn. 1m68. Dạ. Đô chứ không ú nha. Đô con nha. Đô cũng được. Đô là quá được luôn đúng không? Đô mà chắc. Ừ. Còn hơn ú mà nó không chắc. Nhưng mà mình có vũ phu không? Dạ chắc chắn không ạ. Chắc chắn là không đúng không? Quân đội ta làm gì có chuyện đó. Thì từ từ tôi hỏi người ta ông làm gì ông làm gì ông la lối tôi hoài vậy hả? Trai phải binh đàn trai chứ trời ơi. Ủa tôi có nói gì đâu mà ông binh trời. Không cần phải hỏi những điều đó. Quân đội là ta nghiêm chỉnh. Mắc cười quá, bên nhà gái người ta hỏi thì giờ tôi phải mượn lời tôi hỏi thôi. Ngộ ghê ha con ha. Nói nghe nè. Em thì em thích cái người con gái của mình như thế nào? Vâng, em thì thích con mẫu người con gái của em thì đơn giản lắm. Nói chung là xinh đẹp như chị là được. Còn về tính cách thì cũng dịu dàng, cũng vui vẻ. Và em nghĩ là quan trọng là có chân thành đối với lại người mà mình đang tìm hiểu. Còn về em không thích con gái luộm thuộm mà thích gọn gàng, sạch sẽ. Đây, bạn bên đây là hồi nãy bạn nói là bạn đâu hồi nãy bạn nói là bạn cực kỳ sạch sẽ luôn á. Ừ, mà gọn gàng nữa. Rồi, như vậy á, nói nghe nè, qua cái tâm sự này á thì cái mong muốn đó thì mình thấy mình được bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ, cô Hồng Vân thì con thấy mình được trên 80%. Trên 80%, tự tin mà nói là trên 80% nha. Bên đây 90 không? Bên em 95%. 95% à. Đấy, vậy là hợp lý rồi. Mà tôi thấy gần 100% luôn, hai người này là được á. Rất là hợp lý. Coi như nam thanh nữ tú đó nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, chính cho hai bên gặp mặt ha. Chính xác. Cũng trưa rồi, hỏi liền luôn đi. Hỏi liền đi. Bây giờ mình đi với ai nè? Dạ thưa cô là con đi chung với hai người bạn thân của con ạ. Hai người bạn thân? Dạ. Đại diện mời hai người bạn thân. Bạn này quen lắm nè. Bạn này tham gia chương trình rồi nè. Phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Số bộ đội đúng không?
Dạ đúng luôn ạ. Ồ, hèn gì. Dạ, dạ con đầu tiên là con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các anh chị có trong trường quay ạ. Con tên là Ngọc Trâm, là bạn thân của Yến. À, bình thường thì ngoài đời thì Yến là một người rất là dịu dàng, dễ thương. Anh yên tâm đi, Yến là người sạch sẽ lắm. Bình thường là hả ở ở phòng á, là lâu lâu rảnh là lôi hết cái phòng ra dọn dẹp vậy. Cho nên là anh cứ yên tâm về bạn ấy. À, về còn à, về bạn anh bên đây thì em thấy là anh cũng sạch sẽ gọn gàng mà như mong muốn của bạn Yến. À, với lại là bạn Yến bình thường á là ở ngoài thì hay tỏ ra lạnh lùng lắm, nhưng mà thật ra thì rất là mỏng manh dễ vỡ. À, em mong sao là anh có thể bảo vệ được bạn ấy. À, với lại gặp được nhau ở đây đúng là cái duyên rồi. Em mong là hai người có thể cho nhau một cái nợ để có thể tìm hiểu nhau sâu hơn. Dạ em cảm ơn. Trâm Trâm, chú hỏi nè, cái mối quan hệ của con với lại bạn trai bộ đội, bộ binh đó, hôm trước thì tình hình thế nào rồi Trâm? À, dạ vẫn đang tìm hiểu thôi à chứ. Vẫn đang tìm hiểu hả? Dạ, dạ cũng mới đây có một quay có một tháng thôi à. Có liên lạc mà nhau tốt không? Tiến triển tốt không? À, dạ có liên lạc thôi. Tiết chuyện chốt không thì nó đang ở mức giữa giữa thôi. Rồi từ từ nó sẽ gần gần hơn xíu nha. Rồi dạ, chúc dạ cho hai bạn biết đâu hôm nay không quân với bộ binh kết hợp luôn. Tháng đầu tháng đó. Dạ, dạ cảm ơn nha. Rồi Tiến đi với ai Tiến? Báo cáo anh là em đi với thủ trưởng của em và những người đồng đội. Chào thủ trưởng của Tiến. Xin kính chào quý vị khán giả trên trường quay. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Tôi tên là Vương Đức Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 935. Về trước tiên cho phép tôi thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không quân xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất và lời chào trân trọng nhất tới ban biên tập chương trình Bạn muốn hẹn hò. Về đồng chí Tiến của chúng tôi thì đồng chí Tiến là một sĩ quan trẻ mới ra trường nhưng có tinh thần trách nhiệm rất là cao, rất là nhiệt tình, hăng say trong công việc. Đặc biệt là đồng chí rất là thận trọng, cầu tiến bộ. Thế còn về cuộc sống đời thường thì đồng chí là người rất là quan tâm đến mọi người, luôn biết chia sẻ cùng đồng chí đồng đội trong những lúc khó khăn. Rồi bây giờ đồng chí thấy cô giáo viên tiểu học bên đây sao nè? Xin cảm ơn anh Quần Linh và chị Hồng Vân, cảm ơn trường quay. Bạn gái rất là duyên dáng, rất là tuyệt vời. Nếu như cách đây 15 năm thì tôi bấm nút liền. Trước là bấm nút, còn bây giờ thì cũng thấy truyền cái cảm xúc đó cho lính của mình đi. Bây giờ thì có lời nói là Tiến ơi, em hãy nhanh tay lên. Tinh thần của không quân là quyết chiến, quyết thắng. Và mong bạn sẽ về với đội của chúng tôi. Wow. Xin cảm ơn. Bạn hỏi bạn gái, cái nè. Nhưng mà lý do gì con lại thích chồng trong quân đội? Dạ thưa cô, thì con thích chồng trong quân đội thì cũng là một cái duyên thôi con. Hồi con còn là sinh viên á, con có tham gia một số chương trình bên trường quân đội á. Cái mỗi lần tham gia như vậy thì con cảm thấy có cảm tình nhiều hơn. Nên là bây giờ cứ thấy bộ đội là con thích à. Vậy đó. Không quân á, là con thấy rất là đẹp trai, sức khỏe tốt ha. Dạ. Nói chung là các đồng chí không quân là phong trần đã lắm. Chú là chú con trai, chú còn thích, đừng nói chi. Ừ, thôi bây giờ mình mở rào đi để mở cho rồi hai trẻ nó gặp nhau. Mở đi. Chưa nghĩ không. Rồi mở rào. Bắt đầu cho Tiến. Nào, quyết chí quyết thắng nha. Chào em. Anh có món quà muốn tặng em. Anh muốn anh tặng cho em một lọ hoa, vì hoa lavender biểu hiện cho sự may mắn và trung thủy ạ. Và muốn tặng em cho một cuốn sách mang tên là Tử Tế Đáng Giá Bao Nhiêu ạ. Cuốn sách để giúp em những cái lúc cô đơn nhất thì có thể có một người bạn tâm sự. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh, đó là một cuốn sổ nhật ký và một cái viết. Thì em cũng hy vọng là anh sẽ viết ra những tâm sự của mình vào đây. Dạ, có thể là chuyện vui, chuyện buồn hay mọi chuyện trong công việc thì anh có thể tâm sự vào đây ạ. Dạ. Anh cảm ơn em ạ. Dạ, và đặc biệt thì
Em có một bài thơ viết tặng anh, cái này em sưu tầm được. Dạ, con xin phép mọi người, con xin được đọc bài thơ ạ. Dạ. Để đây đi Tiến. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh, cái gì em cũng có, chỉ là thiếu mỗi anh. Dạ, em gửi tặng anh. Cảm ơn anh. Dạ. Tiến đáp lại Tiến. Dạ, quá xúc tích. Anh cảm động lắm. Mà anh xin cảm ơn. Hỏi hát bài tặng bạn đi, đáp lại cái bài thơ đó. Vâng, đến với lại chương trình ngày hôm nay thì em xin gửi đến bạn gái cùng hai MC, cùng toàn thể hội trường bài hát một đoạn là trong bài Hành Khúc Ngày và Đêm. Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch, bồ đều đến rất kinh chờ nghe tiếng pháo giàn, ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giao anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào, ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, chờ ngay trong cách chờ nơi cháy ngời tình yêu. Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ, giặc dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ, cái chết cúi gục đầu, cuộc đời xanh tươi che ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu, ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu, đêm ngày trong chiến đấu anh vẫn sống vẫn gần em nhau. Em xinh quá. Quá. Hát bài này hợp nè. Giáo em vẫn mở cho ánh sao bay vào ha. Gặp đầu tiên là bắn pháo liền ha. Rồi, mời hai bạn về vị trí. Nào, ám ngầm tâm sự đi con. Được, một bài thơ rất là xúc tích, một bài hát cũng rất là ý nghĩa. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh, cái gì em cũng có, chỉ là thiếu mỗi anh. Trời ơi, đúng là hay quá. Giờ có anh rồi đó, mình cảm nhận anh thế nào, cô giáo? Dạ thưa chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân, thì con thấy anh có những cái điểm mà tương đồng và phù hợp với con ạ. Bây giờ vậy nè, con nói thẳng với anh luôn, con nói cho anh nghe là con có tưởng tượng là cái người mà ngày hôm nay con gặp giống như anh không? Dạ. Con nói cho anh nghe đi. Tưởng tượng của con so với anh ở đây thì giống tới 90%. Wow. Dạ. Anh cho em hỏi là lúc mà anh giới thiệu á, là anh ở công tác ở đâu ạ? Hiện tại anh đang công tác ở trung đoàn 935, sân bay Biên Hòa Đồng Nai. À, sân bay Biên Hòa. Em ở Di An thì chắc cũng gần ạ. Dạ. Qua sát bên máy bay về cái tới. Dạ, nếu mà mình có cơ hội để tìm hiểu nhau anh thì anh sẽ dành thời gian cho em như thế nào? Nếu trong ngoài thời gian làm việc ở đơn vị thì anh sẽ dành thời gian cho em một tuần từ 2 đến 3 lần. Không cần phải cuối tuần, mà ngày thường nếu em có thời gian rảnh thì anh có thể dành thời gian để hẹn hò. Dạ. Theo anh thì quan điểm hôn nhân của anh là gì? Quan điểm hôn nhân của anh thì anh nghĩ là nếu hai người muốn tìm hiểu với nhau thì điều đầu tiên là mình cần phải chân thành. Rồi muốn đi xa hơn thì phải có cái niềm tin vào nhau. Phải lúc nào phải tạo cho nhau cái bầu không khí vui vẻ, hoặc là nó rất là thú vị. Dạ, quan điểm hôn nhân của em á thì cũng rất là đơn giản, chỉ cần là hai người hiểu nhau và cảm thông cho nhau thôi. Dạ. Thế em ấn tượng đầu tiên của em nhìn về anh là thế nào? Ấn tượng đầu tiên của em là nụ cười của anh. Dạ, anh cười rất là đẹp. Cười tỏa nắng đó hả con? Dạ. Con hỏi ngược lại đi, anh ấn tượng em sao? Dạ, khi gặp em thì anh ấn tượng em như thế nào? Ấn tượng đầu tiên của anh thì lần đầu gặp thì là anh thấy giọng nói của em rất giống, đúng là một cô giáo trong mơ. Còn về ngoại hình về các thứ thì em cũng trong hình mẫu của em cũng chiếm khoảng 80%. Dạ. Còn đối với tương lai thì em hỏi có chừng nào khoảng mình có thể đến với nhau kết hôn được đó Tiến, hỏi đi.
Thì em về làm giáo viên ở Dĩ An thì được thời gian bao lâu rồi? Dạ em ở Dĩ An nhưng mà em hiện tại đang làm việc tại Thuận An. Dạ nếu thì quan điểm thì tới hôn nhân thì em nghĩ là chỉ cần hai người thấu hiểu nhau rồi mình tìm hiểu nhau thật kỹ rồi tiến tới hôn nhân sớm hay muộn gì cũng nói chung là tùy vào tình cảm của mình. Dạ Đối với anh thì anh thời gian mà để đến tới hôn nhân thì anh tùy vào cái tốc độ tình yêu của chúng mình. Nếu nhanh thì có thể một vài năm tới hoặc nhanh nữa thì ở trong năm nay cũng được. Tốc độ tình yêu của Không Quân nó nhanh lắm đó em. Em thời gian rảnh em thường làm gì? Dạ. Thời gian rảnh thì em thích làm gì? Dạ thường thì thời gian rảnh của em là em ngủ nướng. Ngày thứ bảy chủ nhật của em thì hầu như là em ngủ nguyên ngày luôn anh. Ngủ không cần ăn uống gì luôn. Dạ. Còn thời gian rảnh của anh thì anh làm gì? Thời gian rảnh của anh thì anh thích đọc sách để nâng cao kiến thức. Về cũng có một khá sở thích đó là đi khám phá về thiên nhiên, về về văn hóa, về ẩm thực, về con người ở mỗi vùng miền. Dạ, em cũng rất là thích đi du lịch nhưng mà không có ai để đi cùng. Hy vọng là sau buổi ngày hôm nay thì sẽ có anh đi cùng. Anh cũng muốn để có một người đi cùng tại vì anh cũng thích chụp ảnh. Anh là một photographer, cũng cần một lắm một người mẫu cho mình để thể hiện tài năng. Vậy thì cái thời gian rảnh của em thì anh muốn lấy một nửa để dành thời gian cho anh thì có chịu không? Dạ chịu. Trời ngọt ngào quá trời. Anh này anh có cái tâm hồn nghệ thuật dữ lắm á nha. Anh dạ, photographer thành ra là anh rất là nghệ thuật luôn á. Xin một nửa thời gian của em mà nó quá dữ. Xin luôn nửa con tim của em để ghép vào tim anh luôn đi. Anh muốn hỏi em một câu rằng em có sẵn sàng để làm quen một chàng trai mà đang xây dựng sự nghiệp như anh không? Dạ, em rất là tự tin khi nói câu là em rất là sẵn sàng. Dạ, tại vì em cũng rất là quan tâm, giúp đỡ mọi người. Nói chung là cảm thông, biết sự cảm thông cho người khác. Nên là việc mà làm quen với quân nhân thì em đã xác định từ trước rồi. Dạ. Bây giờ thế này nè, em tiến tới, em nắm tay cô gái đứng lên. Hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói lên cái cảm nhận của mình trong lúc này, trái tim mình ra sao cho cô ấy biết nào, để mình truyền cảm xúc cho nhau. Hai đứa nắm vô cái điện đó là bao nhiêu vôn đó là biết liền à. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào, nói một câu, nói cái gì đó, những cái gì mình đang suy nghĩ, đang khắc khoải trong con tim của mình. Nếu ai được hỏi anh có thứ quý giá gì nhất ngay bây giờ thì anh hỏi rằng là anh được gặp em. Trời ơi, chú lãng mạn quá chú. Để thiệt á, coi như là dạ hiện tại thì con đang rất là hồi hộp mà không biết nói gì nữa. Nói giận gì con đâu đây ra, nói giận dạ. Đi thực sự tôi nói cho ông biết là phụ nữ tụi tôi mà với một người đàn ông như thế này tụi tôi rụng tim luôn rồi, không có nói năng gì được hết trơn rồi. Giờ chỉ có trao thân gửi phận thôi à, chứ còn không có nói gì được hết á. Thử coi em nói gì giận coi, lúc này em đang suy nghĩ điều gì, nhìn thẳng vào mắt đấy. Dạ thì em đó là ấn tượng gì anh, hy vọng anh cho em một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Đồng ý. Rồi về chỗ đi. Nhấn luôn đi con, khỏi đếm nữa. Coi như tự tụi con nói chuyện hết rồi. Nó ngọt ngào dễ sợ luôn, dịu êm. Tôi nói thiệt có phải chi mà cái ông mối ngọt ngào được với tôi vậy tôi cũng đỡ. Ông kêu tôi đứng tôi không mà Linh. Đâu có đâu. Ông học tập bạn này đi, người ta ngọt ngào say đắm vậy mới được chứ. Người ta nói càng mâu thuẫn với nhau càng yêu thương nhau nhiều hơn đó. Trời ơi, con ba hứa thấy ghét không? Để tay nút bấm đi em. Đây con. Nào, bên trái kìa tiếng. Đó. Chúng ta đã nghe những cái lời ngọt ngào, nó phải nói nó rất là lãng mạn luôn. Giữa hai bạn trẻ rất là còn nhỏ tuổi, một bạn 22, một bạn 24, và mọi người còn cảm nhận rằng hai trái tim ấy nó gần như đập một nhịp với nhau rồi. Chính xác. Vấn đề còn lại là chúng ta làm thủ tục xem nút bấm có đỏ cùng nhau hay không. 3 2 1. Hết thời gian. Ngọt ngào. Đỏ tươi luôn.
Đứng lên con. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Bây giờ đã có anh rồi nha. Tôi coi như tôi nhà gái tôi giao cho bên nhà trai ông đó nha ông Linh. Được ông làm đó. Sao làm nha. Yên tâm. Với không quân bao giờ cũng đánh nhanh rút gọn. Đánh là thắng. Đánh rất nhanh, tiến tới, không có lui. Bay bay là bay tới thôi. Ha? Nào, bây giờ trước mặt gia đình của bạn gái đang xem truyền hình, tiếng nói điều gì đi. Xin phép hai bác cho tụi con hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó. Và xin phép luôn hai bác là cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái. Coi như ba má bạn gái, cả nhà. Đang xem truyền hình đó. Con xin phép hai bác. Thì hôm nay con đến tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì cũng muốn tìm một người phù hợp với mình để tiến tới tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Thì con thời gian con hứa là con sẽ chân thành và trao chọn niềm tin cho bạn ạ. Rồi, bạn gái, nói gì với gia đình của bạn Tiến đi. Dạ, đầu tiên thì con chào hai bác. Thì con với anh Tiến tới đây thì cũng là một cái duyên cái phận rồi. Thì hy vọng là hai bác sẽ tạo điều kiện và cho con với Tiến tìm hiểu nhau. À, nhưng mà còn phải bên mấy anh bên đây nữa, tạo điều kiện hay không là mấy anh đó. Dạ, con xin phép chú hội trưởng cùng các anh ở trong đơn vị là cho con với Tiến được tìm hiểu nhau. Và hy vọng là chú hội trưởng sẽ tạo điều kiện về thời gian để hai con gặp nhau thường xuyên hơn. Nào, ta làm thủ tục coi nào, nụ hôn đầu tiên nào. Chưa nào biết hôn là gì đâu. Đó. Nào, đây đưa anh cầm giùm cho. Mình dán tóc để bằng Tiến tự dán tóc rồi tự. Kể tôi ủa danh cho tôi trước khi tôi gả thì tôi xin phải hai bác với toàn thể hội trường thì cho con gửi đến nụ hôn tới bạn nữa. Rùng quá. Má bên kia. Thế con đứng con qua đó. Nhẹ nhàng vô. Thấy sao? Thấy sướng. Thấy sướng. Rồi nhớ nha, chỉ thiếu mỗi mình anh thôi đó. Bây giờ có rồi. Thôi chúc hai đứa sớm tìm ra được tiếng nói chung và tìm ra điểm nào chung để chúng ta có thể cùng kết hợp một điểm đó thành một điểm trọn đời nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn chị. Rồi nha. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Nắm tay nhau. Dạ. Ôm hộp quà nhưng vẫn nắm tay nhau. Đi tận cuối mọi nẻo đường đất nước để tìm ra tiếng nói chung, tìm ra một cái đặc điểm nào đó để hai con tim cùng chung nhịp đập nha. Yeah. Chúc các bạn hạnh phúc. Con cảm ơn cô Hồng Vân. Okay. Cảm ơn.